Nam Hòa Host xin kính chào quý khán thính giả của Theo Dấu Dài Show. Đến hẹn lại lên, chào mừng quý vị đến với chương trình Tiếng Nhạc Xưa cùng với Theo Dấu Dài Show. Qua nhiều tập phát sóng, tập thể kênh rất hân hạnh khi nhận được vô vàn sự yêu mến cũng như sự ủng hộ từ quý vị khán thính giả. Và để đáp lại sự thương yêu đó, chúng tôi xin gửi tới quý vị lời cảm ơn sâu sắc nhất. Trong suốt khoảng thời gian phát hành, kênh đã ghi nhận được rất nhiều lời yêu cầu từ hộp thư cũng như bình luận trên các tập phát sóng. Vì thời lượng mỗi tập có hạn, chúng tôi sẽ sắp xếp đáp ứng tất cả yêu cầu đã gửi về của các bạn nghe đài. Cánh thư đầu tiên hôm nay chúng tôi nhận được đã yêu cầu ca khúc Trường Cũ Tình Xưa của cố nhạc sĩ Duy Khánh, qua phần trình bày của ca sĩ Hoàng Thục Linh với lời tâm sự như sau. Kính chào ekip cũng như các bạn nghe đài. Tôi tên là Tấn, hiện đang sống cùng các con. Rất vui khi kênh đã mở ra chương trình yêu cầu này để người nghe như chúng tôi có một nơi giao lưu giải trí cũng như ôn lại nhiều kỷ niệm thời hoa lửa. Chú Tấn cũng chia sẻ thêm. Có một lần về thăm lại quê cũ, đi ngang qua con đường quen tên, tôi đã chợt nhìn thấy mái ngói của ngôi trường xưa, nơi mà tôi đã có một thời ngày ngày tới lớp. Vẫn cây phượng buồn hiên ngang đứng đó, vẫn một cây cột cờ ngạo nghễ giữa sân trường. Nỗi nhớ ngày một dâng trào, mối tình vụn dại thời áo trắng cũng đã qua rất lâu. Giờ đây, mọi thứ đã thay đổi theo thời gian, chỉ còn lại là những kỷ niệm, nhưng thật khó phai. Rất mong chương trình có thể phát lại ca khúc Trường Cũ Tình Xưa, gửi tặng tới những người thực hiện chương trình và các bạn nghe đài. Mến chúc mọi người nhiều niềm vui. Chờ người sao chẳng đến, hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm. Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên, hoa leo phũ phàng đàn hin, tiếng ve dù nghe gợi buồn thêm. Phương trời hai thằng chờ đầu quân năm tới, vẻ ơi hát gì điệu nhạc lâm ly, khóc người biệt biệt sơn khê, cố nhân đi bao giờ mới về, hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới, thấy đó trước đây bạn hữu bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ vang trong nỗi niềm nhung nhớ, có ai đi thương về trường xưa. Lâm ly khóc người biệt biệt sân khê, cố nhân
ai trở lại nhiều khuôn mặt mới. Thầy đó trước đây bạn hữu đâu rồi, bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ vang trong nỗi niềm nhung nhớ, có ai đi thương về trường xưa. Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ vang trong nỗi niềm nhung nhớ, có ai đi thương về trường xưa. Nỗi niềm nhung nhớ đã trở thành cung bậc sầu thương cho tuổi học trò, mãi đẹp theo năm tháng. Tuổi học trò đã để lại trong mỗi chúng ta biết bao nỗi bâng khuâng. Hãy tạm gác lại một thời vụng dại và theo chân Dày Show Radio đến với cánh thư thứ hai. Bạn khán giả này có biệt danh là Minh Nhỏ, đã yêu cầu ca khúc Tình Ca Người Đi Biển của nhạc sĩ Trường Hải. Qua phần trình bày của đôi song ca Đoàn Phi, Ngọc Minh với lời tâm sự như sau. Ngày xưa mỗi lần thấy mấy anh lính hải quân cứ thấy dễ mến sao á. Các anh đã dành trọn cuộc đời cho quê hương, tổ quốc, rời xa gia đình, người thân để ngày đêm trên biển, bốn bề là nước, đối diện với những cơn thịnh nộ của biển cả bao la. Biển mặn như những giọt máu của những người lính đã anh dũng nằm xuống. Bạn Minh Nhỏ cũng chia sẻ thêm: mong kênh phát ca khúc Tình Người Đi Biển như một lời tri ân tới những người khoác trên mình màu áo của mộng hải hồ.
vẫn biết kiếp sống miền khơi là nhớ nhiều, nhớ phút quên lên trên đến khi chia ly, sóng sâu trong lòng đây hãy hồ. Đừng buồn nghe em, có nên đau thương ngóng chờ, chung dưỡng con sóng gào, nhớ còn tình đôi ta, chung dưỡng con sóng gào, nhớ còn tình đôi ta. Tiếp theo là yêu cầu của cô Kimmy. Cô đã yêu cầu ca khúc Nối Lại Tình Xưa của cố nhạc sĩ Vinh Sử và Ngân Giang. Qua phần trình bày của danh ca Giao Linh và huyền thoại nhạc vàng Nhật Trường, cô Kimmy đã gửi lời tâm sự kèm một lá thơ có nội dung như sau. Kính chào quý thính giả của Theo Dấu Giày Show. Theo dõi kênh đã lâu, hôm nay chia sẻ với chương trình là thơ mà ngày xưa chồng tôi đã gửi về trong những ngày quê hương ngập trong khói lửa. Em ơi, cũng chi vì muốn bảo vệ đất nước yên vui để tình mình thêm lâu bền mà anh đã bằng lòng băng mình vào sương gió, sống trọn kiếp trai hùng. Khi mà chẳng bao lâu nữa quê hương ta sẽ im tiếng súng, trong niềm thương yêu và hạnh phúc chan hòa của mọi nhà, có niềm vui sum họp của đôi ta. Rồi mình sẽ cùng nắm tay nhau vẽ thêm bức tranh tình yêu còn dang dở. Sống tròn mùa đông muôn thuở, chỉ
Trở lại chương trình là lời đề nghị của bác Mạnh Hải. Bác đã gửi lời yêu cầu theo form có sẵn của Theo Dấu Dài Show mà chúng tôi có để ở đường liên kết ở phần mô tả. Bác Hải đã yêu cầu ca khúc Ba Tháng Quân Trường của nhạc sĩ Hoài Nam qua phần trình bày của danh ca Trường Vũ với lời nhắn gửi như sau. Hôm nay đã được xem video của kênh Theo Dấu Dài Show phát ca khúc Vườn Tao Ngộ cùng với những thước tư liệu quý giá. Ca khúc nói về trung tâm huấn luyện tân binh Quang Trung. Thật sự rất cảm động và yêu thương tuổi trẻ năm xưa đã giả từ gia đình, giả từ màu áo trắng tuổi học trò, khoác chinh y vì Tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa. Đồng thời, bác Hải cũng chia sẻ thêm. Nơi thao trường đầy nắng và gió, những buổi hành quân ở cánh đồng dù, hình ảnh những hàng bá đậu, một vài kỷ niệm trong vô số những kỷ niệm. Thường chúc tập thể kinh và các bạn nghe đài thật nhiều sức khỏe. Với ca khúc Ba Tháng Quân Trường, xin gửi một lời biết ơn sâu sắc tới những người đã nằm xuống cùng với nỗi đau vô tận của quê hương và lời cảm tạ với những anh hùng đã chiến đấu vì màu cờ Tổ quốc. Mộng đang trình vội bước quân hành dọc ngang đời lĩnh. Ba tháng quân trường mồ hôi đổ, ngày đầu tiên bỡ ngỡ tay súng với nhịp đi. Lâu dần rồi chẳng khó khăn chi, 92 ngày lẽ bạn bè vui vẻ, còn một đêm nay trước phút chia tay hỏi tâm sự vơi đầy. Hỡi quang chung đôi ta cùng nhau nguyện, dù đường đời mỗi đưa cách một nơi, nếu ấy nếu có xa xôi nhớ mang theo một lời nguyện mến thương nhau hoài. Ngày mai đây trên con đường xuôi ngược, bạn về miền Trung tôi ở miền Tây, thế gian dù có đổi thay tình ta vẫn đẹp như ngày đầu. Mộng đăng trình vội bước quân hành dọc ngang đời lĩnh. Ba tháng quân trường mồ hôi đổ, ngày đầu tiên bỡ ngỡ tay súng với nhịp đi. Lâu dần rồi chẳng khó khăn chi, 92 ngày lễ bạn bè vui vẻ, còn
một đêm nay. Trước phút chia tay hỏi tâm sự với đây. Hỡi quang chung đôi ta cùng nhau nguyện, dù đường đời mỗi đưa cách một nơi. Nẻo ấy nếu có xa xôi, nhớ mang theo một lời nguyện mến thương nhau hoài. Ngày mai đây trên con đường suối ngược, bạn về miền Trung tôi ở miền Tây. Thế gian dù có đổi thay, tình ta vẫn rằng dù có đổi thay, tình ta vẫn đẹp như ngày đầu. Một nữ khán giả có tên là Mỹ đã liên lạc với chúng tôi qua hòm thư, đồng thời gửi vài lời tâm tư và yêu cầu ca khúc Em Tiễn Anh Đi của nhạc sĩ Hoàng Quý qua phần trình bày của ca sĩ Minh Hiếu với lời tâm sự như sau. Những ngày phép ngắn ngủi anh về với em, rồi cũng sẽ tới lúc chia tay để anh trở lại chiến trường. Giây phút bệnh rịn luyến lưu, em tiễn anh lên xe, nước mắt lưng tròng, lòng quặn thắt. Bánh xe từ từ rời đi, để lại kẻ ở, người đi. Anh đi rồi sớm về với em nghen. Sanh ra làm trai thời loạn ly, thì hai vai phải gánh lấy sơn hà. Bởi vì trong cả vạn ngày sầu của đất nước điêu linh, thì mấy năm cách biệt của đôi chúng ta, thật chẳng có nghĩa lý gì đâu. Em tiễn anh đi, đi tìm cuộc đời ngàn trùng. Vui bước phong sương, tuy lòng anh còn niềm thương, vài súng anh ra đi, anh ơi nhớ giờ phân kỳ. Sương thắm đôi vai, tay cầm tay lời ngập ngừng. Em tiễn anh đi giết thù mang về tình thương, xa bên anh đi thôi, dưng dưng bóng người im buồn. Chiều nay mây vuông màu, hồ xanh phẳng lờ, thương cây dừa ôm nước thương bướm vàng, bay là đà soi bóng mặt hồ thu. Chẳng quên nhau một lần trên đường tìm trắng, hoa lá say duyên mơ cho quên tháng ngày mong chờ. Chiều nay mây vương
thương cây dừa ôm nước thương bướm vàng bay là đà soi bóng mặt hồ thu. Em kết bông hoa quê nhà đợi chờ người về tuy áo trinh nhân phương trời bụi đường còn vương em ước mơ yêu thương quê hương pháo nhuộm bên biển. Em ước mơ yêu thương quê hương pháo nhuộm bên đường. Em ước mơ yêu thương quê hương pháo nhuộm bên đường. Tới đây thì theo dấu giày show cũng xin chào tạm biệt với quý khán thính giả. Vì thời lượng của chương trình Tiếng Nhạc Xưa cũng có giới hạn, kính mong quý vị khán thính giả đón chờ số kế tiếp. Mọi thông tin liên lạc chúng tôi đều để ở phần mô tả của video. Nếu quý vị khán thính giả có bất cứ tâm sự gì, yêu cầu ca khúc nào, hoặc mong muốn theo dấu giày show sẽ làm video về chủ đề gì, xin hãy gửi về đường liên kết ở phần mô tả. Theo dấu giày show xin chân thành cảm ơn. Chúc quý vị khán thính giả một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp. Và xin hẹn gặp lại ở số tiếp theo của chương trình Tiếng Nhạc Xưa trên kênh Theo Dấu Dài Show. Xin chân thành cảm ơn.